Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chinh Phục Thực Khách. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm cái gì ao đang beo làm gì vậy? Trời ơi, ghê quá, sợ quá. Cái này là lâu lắm rồi tôi mới cảm giác được tóc đó. Khánh phải khen tôi chứ. Cổ quá vậy trời, ai bị em cạo kia về em đòi tóc giả. Thật ra có một điều thú vị là những vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay cũng là những người bước ra từ phim hoạt hình. Bước ra từ phim hoạt hình. Đây là trai em đi. Trai em đi em ơi. Là tạm là trai em đi, bên đây là trai cô. Nếu mà trai em thì bên đây phải là trai cô. Thì đã có trai em và trai cô cũng như là Doraemon rồi. Thì tất nhiên các bạn phải biết chắc chắn phải là sự xuất hiện của Nobita và Suka. Xin mời. Trời ơi, giống thiệt. Giống quá. Trời ơi. Giống thiệt nha. Giống Nobita thiệt. Nè. Chào bạn. Trời ơi, Nobita nè. Suka nè. Đồ. Đúng luôn. Xin mời Suka và Nobita gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang xem. Xin chào các bạn, mình là Duy Kim Ngố. Mình công việc của mình là nhà sáng tạo nội dung. Gần đây thì mình cũng có hát hò xíu xíu nữa. Xin chào quý vị khán giả, em tên là Lâm Kim Loan, hiện tại em đang là diễn viên và ca sĩ. Thường thường thì những cô gái tới chương trình này là sẽ nói là không biết nấu ăn. Nhưng mà đây là một cái trường hợp. Em, ngoại lệ, em biết nấu ăn. Okay. Ở nhà em rảnh là em thường nấu nè, trứng chiên nè, mì gói nè. Rồi em biết một món nữa là rau muống xào tỏi. Wow, lại là nấu dữ. Nấu dữ quá, nấu dữ quá. Ông này tụi em quen rồi, khách mời nào cũng nấu biết nấu ăn, toàn là trứng với mì không. Thôi bây giờ mình coi thử chủ đề đi. Chủ đề của chương trình hôm nay, đậu Hà Lan. Ê, đậu khó nha. Ủa, tưởng bánh mì hoặc là hả rau muống. Mà đậu thì thường, đậu thường là sẽ không phải là một cái món chính trong một cái món ăn. Nó chỉ là cái điểm xuyến thôi. Điểm xuyến, đúng, điểm xuyến. Cũng được. Thôi bây giờ không biết mọi người nấu món gì nhưng mà mọi người giữ cái món này đi. Một chút xíu nữa là chúng tôi sẽ vô gian bếp của mọi người và điều tra ha. Chúng ta giữ bí mật cho nhau. Nhưng mà trước khi bước vào cái gian bếp thi chính thì phải cho mọi người biết cái luật của trò chơi như thế này. Chương trình sẽ cho các bạn một cái bao thư và nhiệm vụ của các bạn là sẽ bỏ vào đây một trong ba cái tên ba vị thực khách ở đây mà các bạn có cảm giác là họ thích món ăn của các bạn. Thì sau này cái điểm của họ sẽ được nhân đôi. Mọi người đã sẵn sàng bước vào vòng thử thách chưa nào? Sẵn sàng. Dạ sẵn sàng. Ok, vậy thì sẵn sàng chúng ta hãy đến với vòng thử thách của chương trình Chinh Phục Thực Khách. Xin chào quý khán giả đã đến với gian bếp của Loan. Thì hôm nay á, Loan sẽ hướng dẫn tất cả quý khán giả nấu món là tôm xào đậu Hà Lan. Hôm nay chúng ta sẽ làm món mì Ý đậu Hà Lan. Trước khi bắt tay vào nấu nướng thì Lan sẽ chọn nhân vật, chọn mặt gửi vàng để coi coi lát ai sẽ là người, nếu họ thích mình sẽ được nhân đôi số điểm. Mình mong á anh này sẽ yêu thích món của mình nấu. Chào em. Xin chào các anh chị đã đến với gian bếp của Loan Căn Cút. Loan Căn Cút hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta món gì nào? Hôm nay em sẽ cho tất cả các anh chị ăn món là tôm xào đậu Hà Lan. Tôm xào, ủa cái này mới nghe luôn á. Em nấu món này bao giờ chưa? Dạ, em chưa nấu bao giờ. Em vừa mới suy nghĩ em. Xin khách mời tới đây hay nấu những món ăn mình chưa bao giờ nấu ha. Anh ấy thích ăn. Chị giận, chị đâu muốn ra. Sao vậy chị? Chị đứng trong chị nghe, nãy chọn anh ấy. Mình mong á, anh này sẽ yêu thích món của mình nấu. Thôi đâu, chọn chị đâu, chị ra làm gì? Đâu, nãy giờ đâu, ai nói gì đâu. Đâu, chọn anh ấy đâu, em nói là tí nữa anh ăn sẽ ngon. Anh ăn sẽ ngon thôi, chị nghe. Tại vì em thấy có hai người này, em nói là anh ăn sẽ ngon, giờ chị ra nè. Trời ơi, tí nữa chị ăn chị ngon lắm luôn. Cái sự, cái... Nè, trời ơi, có cà rốt nè, trời ăn đẹp da. Vậy là chị không thích cà rốt. Chị thích con tôm này nhưng mà phải lận cái chỉ đen này vô lại. Thôi cái chị đó, cái chị đó nó bị hư rồi. Lấy cái chỉ áo anh gắn vô cho chị nè. Giỡn em thôi, thử em thôi. Để chị gần bao chị nghe coi chọn anh ấy, chọn chị ấy, cô ấy này nọ chị biết. Thôi bây giờ chúc em may mắn nha, tụi anh sẽ qua bên kia để điều tra bên kia tí xíu ha. Dạ, cảm ơn em. Ráng nha. Dạ. Cái này có cái dính cộng chỉ kìa, chừa đó cho chị Hoa. Dạ em chừa lại. Ban giám khảo của chúng ta đã quay trở lại với chương trình. Hello, sao, sao mà hôm nay nhìn cái món ăn nó có tinh bột, nó có béo đầy đủ đúng ý, vậy là chắc là hôm nay là
Món này chúng ta nấu là một món liên quan tới món Tây đúng không? Chính xác. Tính đi vô nói với anh là em thích món ta hơn. Vậy bây giờ anh sẽ làm món Tây theo kiểu ta. Hay vậy ta. Để coi anh làm món Tây kiểu ta làm sao. Anh có công thức anh định làm cái món này chuẩn mực Tây luôn. Mà tại em ra em nói câu này nên bây giờ trong đầu anh đang nảy ra một cái ý khác. Là ta là sẽ làm như thế nào ta? Tại vì thường thường là mì sốt kem kiểu như vậy á. Bí mật. Không lẽ anh nêm nước mắm vô trong đó? Ui trời ơi, thì không kỳ lắm. Hồi nãy em nói gì, em thích ăn gì? Tây ta giao thoa nhá. À, vậy là cái đây là món Tây ta giao thoa à? Khoan, anh làm món này bao giờ chưa? Chắc chắn. Đương nhiên là chưa. Cái gì vậy? Đầu tiên tới cái bếp này chưa? Lần đầu á nữa. Nhưng mà anh Duy Khiêm thì em tự tin nha. Tự tin. Em chắc chắn của anh là em phải ăn cho nhiều nha. Em chắc chắn là món ăn của anh sẽ sáng tạo giống như là những sản phẩm của anh. Còn ngon hay không thì em không biết. Nói chứ đi một lát anh phải cho em một sự bất ngờ. Ok, hứa nha. Gán nha, một lát gán ăn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Chinh Phục Thực Khách. Và sau đây là phần mini game. Đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt mỗi người nói ra một cái từ. Mà trong từ đó phải có tên một loại trái cây. Nhưng nó không mang ý nghĩa của cái loại trái cây đó. Ví dụ như là táo bạo, tỉnh táo chẳng hạn. Hiểu chưa? Hiểu. Và bây giờ ai trước? Lên đi. Ok, bắt đầu. Quán cốc. Quán cốc. Có trái cốc á. Cũng được. Cam chịu. Nhãn cầu. Nhãn con mắt nó trời ơi trời. Hai đứa này cũng hay. Sao nãy mình nói vậy? Táo bạo. Ủa rồi em ơi, ví dụ rồi hả? Trời ơi khôn vậy trời, coi như là bị loại rồi đó em với chị. Đào tẩu này chứ. Na đúng không? Na ná. Lựu đạn. Hoa kìa. Riêng biệt. Sầu riêng biệt vậy. Riêng đi. Ủa? Cho chị cái riêng biệt. Cái này cái cây hai tự mà. Hai tự với nó sầu riêng hay cái gì, cho chị cái riêng biệt. Không được. Rồi thua nha, mệt. Ủa? Quá. Hạt vui đâu phải bên. Đã hết thời gian rồi. Hẹn á. Em một từ nữa ngon. Không chơi nữa, tôi thắng rồi. Chơi nữa làm chi? Chiến thắng chung cuộc này tiếp tục thuộc về Quốc Khánh. Tiếp tục gì hơn, nó mà thật tiếp tục. Và đây là sự xuất hiện của hai khách mời. Wow. Trời ơi kìa, phong cách kìa. Ảnh giống anh bò bàn chuyên nghiệp quá ha. Anh đầu bếp. Mời hai bạn tự giới thiệu về món ăn của mình. Vâng, em xin giới thiệu. Đây là món tôm xào nhảy vào lòng anh Linh. Ý trời ơi, vậy là hai bạn hiểu ở trong đó là ai rồi đấy chứ gì. Cái này là đi mua điểm nè. Mua điểm mình Linh thôi chứ tụi em là cho điểm thấp cũng gì. Đây là món hồi nãy anh Duy Khiêm có giới thiệu là mì Ý xào đậu Hà Lan. Nhưng lúc đầu là kịch bản là vậy, nhưng mà sau đó là ban giám khảo ra là đòi hỏi sự kỳ vọng vào cái người đầu bếp này quá nhiều. Đòi là một món Tây nhưng mà phải có chất Việt Nam. Thích ăn món Tây nhưng mà phải có chất ta. Rồi một giám khảo lại thích Tây mà miền Tây. Thì mình đã chế tác lại món này. Mình đặt tên là Ở Phương Tây Nhớ Về Quê Mẹ Ruột Đau Chín Chiều. Wow. Thấy biểu tre làng không? Thôi để Khánh hy sinh cho. Để Khánh ăn nấm ruột của mình. Nấm ruột. Khi Khánh ăn là Khánh nhớ quậy lên. À trộn chung với cái chân. Trộn. Đã ăn một cái món Tây ta hòa trộn thì chúng ta phải cùng nĩa và dùng đũa trộn. Đúng rồi, chính xác, hay quá Khánh ơi. Tây ta giao thoa đó em. Vô cùng. Ăn nhiều dữ vậy. Em tự tin em ăn nhiều luôn à Khánh. Tới tôi hay quá. Ê con mắt nó rực sáng lên kìa. Dạ không không là không ngon. Để em làm cho chị Hoa đi nha. Chưa Hoa. Chị nói rồi, không bao giờ chị nhường cho tụi nó đâu. Em chưa ăn đậu Hà Lan á. Tại nãy giờ em gấp đũa không nó mới dính. Rồi rồi, không ăn. Ngon ta, sao mấy này nó ăn dữ vậy ta. Sẵn qua đây cho Khánh cũng ăn miếng đậu Hà Lan. Hết lượt rồi. Cái này nó kỳ vậy. Sao mà không có một động tác thường. Làm nó gọn hơn. Lấy gọn hơn. Khổ lắm. Thơm, có thơm. Thơm, có béo. Béo là nhờ bơ với phô mai. Dạ. Thơm là nhờ cỏ xạ hương với giỏ chanh. À, có giỏ chanh đó anh.
À, màu vàng vàng. Qua xem căng thẳng. Thôi bây giờ qua suy nghĩ đi. Qua cứ suy nghĩ về món ăn này đi. Được, em đang đau chín chiều đúng không? Đang đau chín chiều. Chúng ta sẽ tiếp tục thử món ăn của nhảy qua lòng linh. Đâu nhảy con tôm qua cái lòng linh cái nè. Ủa? Trời ơi, cái món ăn dành riêng cho tôi mà phải nhảy vô. Đâu có tôm. Ông ăn hết là không không đúng tinh thần của cái món á. Lịch sự giùm nha bạn. Mặc dù là không phải là nhân vật chính cho món ăn này nhưng mà Khánh có quyền ăn nó trước. Ngon. Ngon luôn kìa. Ngon luôn, khen luôn. Thôi để em bơi lên rồi mời Hoa đi. Hoa nhớ chờ em con tôm nha Hoa. Ê, thèm quá, thí sinh có được ăn không? Được. Ủa Khánh hết lượt rồi mà Khánh. Em mời anh. Nè cô Linh nè. Tình cảm của mẹ em dành cho Linh đó. Ngon kìa. Ngon. Ngon mà cô kìa. Ngon nha em. Ngon nha, nhưng mà cái này em phải ăn nóng nha em. Chủ đề của chúng ta là đậu Hà Lan. Nhưng mà hai món này nấu đậu Hà Lan theo hai phong cách vô cùng khác nhau nha. Một cái là tách hộp ra như chúng ta thấy rồi, một cái là để nguyên. Nhưng mà cái này á, thì nó ngon theo kiểu nó bùi bùi. Chúng ta ăn rõ cái hạt đậu Hà Lan. Còn cái này á, cái vỏ đậu Hà Lan á, em xào vừa đủ. Riêng đó với anh Kim đi. Em ăn bên Kim, hay biết hai đứa có thấy chuyện gì nó bị lạc đúng không? Đúng rồi, nó bị lạc. Nhưng mà khi mà chị ăn vô một tí rồi nó sẽ dậy lên cái độ béo đó. Nhưng mà em muốn nó đậm đà. Ý là nó hơi lạc, còn bên đây là vừa ăn. Thật ra anh Kim nói đúng á. Với mì ý á, để mà nêm nếm vô á, thì đôi khi á, nó không có ngon. Người ta không có nêm trong đồ Tây. Đây là một kiểu ăn, tức là có thể là Hoa ăn thấy lạc. Nhưng mà đây là một loại món ăn lạc. Biết món này tất nhiên là bên châu Âu người ta ăn kiểu lạc gì bầu. Nhưng mà kiểu như mình thích cái vị của mình hay hơi thích đậm hơn thôi. Nên mình nói là nó hơn đậm thôi. Còn cái vị này là hợp hoàn toàn với mình luôn. Cho điểm nha, cho điểm cho đi. Điểm, cho điểm. Ngọc Hoa cho điểm trước đi. Em xin phép cho Nobita là 9 điểm. Yeah. Okay. Còn đối với cái món xào vừa miệng hơn thì em cho 9.03. 9.03. Cái hệ số gì kỳ vậy? Bỏ, cái thầy đại học á. Cái số kỳ vậy? Còn em thì em cho món của anh Kim 9.01 điểm. Wow. Hệ số lạ. Tại vì anh Kim nếu mà anh Kim nấu nó đậm đà hơn nữa là em sẽ chấm trên 9.5 hoặc có thể 10 luôn. Thiệt, dạ. Tại nó hơi lạc quá tụi đó em. Đó là ý của em. Còn món của món làm dành riêng cho em thì không phải em thiên vị đâu nha. Nhưng mà ăn thì mọi người cũng biết rồi đó. Ôi, ngon thiệt. Biết rồi. Nó ngon thiệt. Đúng ra thì em chấm chỉ 9.5 thôi. Nhưng mà cái tên của món ăn nó mỹ miều, nó dính với em nữa là em cộng thêm 0.5 nữa là 10 điểm tròn. Nếu mà thích thì Khánh thích món ăn của anh Duy Khiêm hơn. Nhưng mà phải đồng tình là món này ngon. Thì nó vừa miệng mình hơn. Cho anh Duy Khiêm 9.49. Và cho em là 9.37. Ủa chương trình này hệ số kỳ lạ nha ta. Và số điểm của Duy Kim là 27.5 điểm. Yeah. Loan ơi, số điểm của em là 28.4. Wow. Thế thật tí xíu thôi. Nhưng mà quan trọng là bên trong cái bao thư đó các bạn chọn ai. Đó mới là quyết định. Hồi nãy anh bỏ vô đây là Quốc Khánh. Tay ta giao thoa. 97 mấy? 9.49. Số điểm của anh Duy Khiêm rất đẹp mọi người, 36.99. Wow. Em tới 37 rồi. 99 mà không được làm tròn lên 37 nữa. Nè cờ đớt nghe nè, chọn em là 10 x 2 là 20. Thôi nghỉ. Thôi nghỉ luôn đi. Thôi nghỉ luôn đi. Em tự tin quá, em thấy chưa? Nói xử với anh em thấy chưa? Hay là em đã biết anh có gia đình rồi? Chị hả hê quá. Nhảy vào lòng anh là nhảy vào đạp rồi văng ra. Nhảy vô đạp hủi. Chưa bao giờ tôi thất vọng bằng cái tập này đúng không? Tại sao em lại có một cú đánh lạc hướng như vậy? Hay là em cố tình làm cho cái nỗi đau này nó sâu hơn? Tại vì em muốn là khi mà anh Linh ăn anh phải nhớ tới em. Đúng. Thôi coi như là lướt qua cái lời giải thích vô nghĩa. Và số điểm của Kim Loan đó chính là 37.77 điểm. Và người chiến thắng chung cuộc thuộc về Kim Loan. Cái này là 36 hả? 36.99. Mời Hoa hãy trao phần quà cho người chiến thắng. Chúc mừng Kim Loan. Chúc mừng Kim Loan. Cảm xúc của Kim Loan sau khi mà làm cho Linh Lê thất vọng như vậy bạn thấy thế nào?
đúng rồi. Ừ, em hả? Em không thấy hả hơi hào hứng. Hào hứng. Em cầm cái cúp đó nặng không? Dạ không ạ. Anh tưởng nặng giống cái nỗi lòng của anh giờ. Trời ơi. Anh ghê không? Nhưng mà cái người ê chề nhất là anh Duy Khiêm. Người tới đây là nói chung là chiều đúng không? Người ta tính nấu một món ăn gọi là chuẩn mực của người ta. Nhưng mà chiều người này chiều người kia quậy banh cái món người ta rồi. Chính chiều luôn đó. Nhưng mà em nghĩ là hôm nay anh Duy Khiêm chắc cũng rất là vui ha. Bây giờ nói thiệt luôn á, đã giờ chấm điểm rồi. Nhưng món này anh quên em. Anh quên em thiệt. Tại vì em thấy anh ngồi anh ca hát ngoài đây em tưởng anh say mê lắm. Vậy là anh hát nhiều quá anh quên hả? Thường người ta sẽ có nêm chút xíu nhưng mà nãy anh hát nhiều quá cái anh quên luôn. Đó. Cái anh tắt bếp luôn, cái anh gắn hai bụi tre lên xong cái anh đi ra ngoài cái anh nói ủa trời mình quên nêm rồi. Nhưng mà bụi tre nó vẫn còn nằm đây rất là thú vị. Món ăn có bụi tre trong đó. Ngon hay là không được ngon lắm cũng cảm ơn mọi người đã tới đây, đã cho khán giả cũng như là tất cả những người ở đây những cái tiếng cười rất là vui vẻ. Cảm ơn mọi người. Còn một lần nữa cũng rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Chương trình Tiết Mục Thực Khách do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. À để Linh nói nha. Tại vì Linh với lại Thành là hai người làm về chủ đề ẩm thực ở trên mạng xã hội. Đó thì chắc chắn là Thành nấu ăn rất là ngon. Không. Tại sao lại biết rõ vậy? Vậy là chắc đang nấu cho Thành ăn hả? Không, đi mua chung. Đi mua chung. Em ướp gì vậy? À hình như là mắm em vừa. Mắm mà em ướp như là. Chị yên tâm, cảm giác của em đúng lắm. Chị có thích ăn tiêu? Chị thích lắm. Cho nửa hũ chị. Anh cũng biết nha. Anh thấy tiêu rồi. Có hai cái đùi mà hai người ăn hết rồi. Coi mà ăn đi. Trời ơi.